Chọn thời gian chụp ảnh cưới thế nào là tốt nhất? Dựa vào ngày cưới đã được thống nhất từ hai bên họ hàng, cô dâu chú rể có thể lựa chọn thời gian chụp ảnh cưới hợp lý nhất. YouMedia khuyên bạn nên lựa chọn khoảng thời gian các studio khuyến mãi để có thể tiết kiệm chi phí. Chọn thời điểm chụp hợp lý còn giúp bạn có được một album đẹp lung linh. Dưới đây là một số gợi ý của chúng tôi cho các đôi uyên ương đang băn khoăn có thể chọn được thời điểm thích hợp hay không để chụp ảnh cưới. Chụp ảnh trước ngày cưới 3-4 tháng. Nếu có thể sắp xếp thời gian, chúng tôi khuyên bạn nên có kế hoạch chụp ảnh cưới trước 3 hoặc 4 tháng để thoải mái thời gian lựa chọn studio, áo cưới, địa điểm chụp ảnh cưới ưng ý nhất. Việc chụp ảnh cưới sớm còn giúp cô dâu chú rể có thời gian thư giãn, giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho đám cưới được tốt hơn. Chụp ảnh cưới vào mùa khuyến mãi. Các studio thường xuyên có các chương trình giảm giá, ưu đãi cho các cô dâu chú rể. Nếu chụp ảnh cưới vào thời gian này, bạn sẽ có cơ hội sở hữu album ưng ý với giá cả hợp lý, tiết kiệm một khoản để chuẩn bị cho đám cưới. Ngày chụp ảnh cưới trong tuần. Nếu có thể thu xếp công việc, bạn nên đi chụp ảnh cưới vào các ngày trong tuần thay vì cuối tuần như các cặp đôi khác. Việc này giúp bạn tránh được tình trạng đông đúc, chen chúc, xếp hàng tại những điểm chụp ảnh cưới. Nên chụp ảnh cưới vào mùa nào trong năm? Dựa vào thời gian làm đám cưới, bạn có thể cân nhắc để chụp ảnh cưới vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè hoặc mùa thu để có được những tấm ảnh lung linh hơn. Thời tiết tại những thời điểm này trong năm vô cùng thuận lợi cho việc chụp ảnh cưới. Có nắng đẹp, không nắng nóng, ít mưa sẽ giúp cô dâu chú rể không quá mệt, tạo dáng sẽ thoải mái hơn.